Một loại phân bón hữu cơ cao cấp mang đến những lợi ích to lớn cho cây trồng, xuất xứ từ Tây Ban Nha, với thành phần và công dụng rất là vượt trội, đó chính là phân bón Amino Super. Đây là một loại sản phẩm phân bón hữu cơ được sản xuất từ Tây Ban Nha, với thành phần chủ yếu bao gồm 24% chất hữu cơ, 2% đạm tổng số và 2% kali hữu hiệu. Đây là một tổ hợp dinh dưỡng lý tưởng cho cây trồng với tỷ lệ là 6 và pH là 5.5, giúp cải thiện đáng kể năng suất cũng như là chất lượng của cây trồng. Amino Super có nhiều ứng dụng đa dạng trong nông nghiệp, ví dụ như có thể dùng dịch rễ cây, bung rễ tơ và rễ cám để kích thích sự phát triển mạnh mẽ của hệ rễ, giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh và phát triển lá xanh tươi, phục hồi cây sau khi lá và rễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài như thối rễ sau thu hoạch, kích thích cây ra hoa, nở trái một cách mạnh mẽ, giúp tăng cường sinh trưởng và phát triển quả. Hướng dẫn sử dụng đó chính là bạn pha 500ml với mỗi phi dung dịch, mỗi phi khoảng 200 lít nước. Quý bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.